Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thủ phạm đang chỉnh đôi găng đấm bốc, ông Tổng làm gì được. Như Thời báo chấm D đã đưa tin, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã và đang củng cố sức mạnh của ông ở bên phe quân đội. Đến nay, ông Thủ tướng đã nắm được Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và nắm Tổng cục Tổng Tham mưu trưởng. Ông Phan Văn Giang đang không ngả về bên nào rõ rệt, nhưng Bộ Tổng Tham mưu đã ngả về ông Chính rất rõ với hàng loạt quan hệ lợi ích được xây dựng bởi nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thành Nhàn. Ông Tổng cũng đã cố níu giữ quân đội, nhưng ông chỉ nắm được Tổng cục Chính trị của quân đội. Nói chung, Tổng cục Chính trị là dân cầm sách, đọc chữ, còn Bộ Tổng Tham mưu là dân cầm súng nên tương quan lực lượng bên quân đội, phe Phạm Minh Chính nhỉnh hơn. Trong quân đội có đến 18 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị, nên Phạm Minh Chính nắm hơn một nửa có sức mạnh rất đáng gờm. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính thăng quân hàm cho sĩ quan phòng không không quân. Nhiều nhà phân tích thấy rằng quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam đang mua nhiều thiết bị phòng không của Israel. Những hợp đồng hiện nay các bên đang thực hiện là do công của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mai mối và kết nối. Nó trị giá hàng tỷ USD. Và hiện nay bên phòng không không quân đang là nơi hưởng lợi nhiều nhất từ các hợp đồng mua bán vũ khí và cũng không loại trừ số tiền lợi quả rất lớn được chia ở đây. Vào ngày 16 tháng 6, ông Phạm Minh Chính khi đó đã ký các quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân. Cụ thể, tại quyết định số 722, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm chính trị của Bộ đội Biên phòng, giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Tại quyết định số 723, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không không quân, giữ chức Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân. Đây là hình ảnh sau khi thăng quân hàm sẽ là thăng chức và bổng lộc cũng như thế kèm theo rất lớn. Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm 3 phó tư lệnh quân khu và phòng không không quân như sau. Cụ thể, ông ký quyết định số 1070, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nhân, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức phó tư lệnh quân khu 4. Ký quyết định tiếp số 1071, của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 Bộ Quốc phòng. Còn tại quyết định số 1072, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 24 tháng 9, tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm Trung đoàn không phòng không không quân 921, là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên thuộc sư đoàn 371, là sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, và khảo sát sân bay quân sự Yên Bái tại thành phố Yên Bái. Nắm Tổng cục 2, củng cố tướng tá cấp quân khu, nâng quân hàm, nâng chức vụ cho cánh tướng tá đang có liên kết chặt chẽ về lợi ích với ông Thủ tướng trong lĩnh vực phòng không không quân. Điều này cho thấy ông Thủ tướng đang đeo găng tay đấm bốc, chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Củng cố vững chắc hậu phương là để nghênh chiến là cách tốt nhất để bảo vệ lấy mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang củng cố sức chiến đấu. Ông Tổng đang làm công quả cho đệ tử, chứ không phải làm vì quyền lực của bản thân mình. Về quyền lực, ông Tổng đã lên đỉnh cao rồi nên không cần nó nữa. Ông đã từng thâu tóm hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về một mối, rồi ông cũng chán và nhả bớt nó ra. Giờ đây, ông đang muốn hạ Chủ tịch Phúc để dành chiếc ghế cho Tô Lâm và hạ uy tín của Thủ tướng Chính để dành lợi thế cho Vương Đình Huệ tiến lên nước Tổng Bí thư. Với cách củng cố quyền lực của ông Thủ tướng, liệu ông Tổng có làm gì được hay không? Ông Tổng cũng có nắm được quân đội nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn. Xem ra, dành lợi thế cho Vương Đình Huệ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với ông Tổng. Ông Tổng đã già và yếu, một mình chống lại hai đối thủ mạnh cũng xem ra không hề dễ dàng gì. Điều đang nói là ông Thủ tướng cũng đang đeo găng và lại sẵn sàng thì ông Tổng cũng khó mà làm gì cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cao thủ hạ độc là để con mồi trở về và gục ngã tại nhà. Ông Tổng
chưa an toàn. Tại sao lại như vậy? Việc ông Tổng ngã bệnh bí ẩn tại Kiên Giang hơn 3 năm trước đây, theo một số nhà bình luận đánh giá có am hiểu thì đấy là non cơ, điều đấy thực sự là một đột quỵ nhân tạo. Bởi một con người như ông Tổng mà bị khuỵ là ngay lập tức lực lượng ứng cứu sẽ cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần, và lịch sử đã chứng minh điều đó. Theo một số nhà phân tích và quan sát về những vụ ám sát chính trị trên thế giới, thì việc triệt hạ đối thủ mà họ không gục ngã tại chỗ, mà là để họ vẻ trông khỏe mạnh khi trúng độc và phải đợi một thời gian đủ lâu, khi họ rời ra hiện trường về nhà mới gục ngã, thì đấy mới gọi là cao thủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh thăm Trung Quốc rồi về nhà mới gục ngã. Chuyện đầu độc đối thủ chính trị, nó là một đặc sản của thể chế độc tài. Chế độ phong kiến cũng là một chế độ độc tài, nên mánh khóe đầu độc đối thủ chính trị nó xuất hiện trước đây hàng nghìn năm, chứ không phải bây giờ mới có. Và nơi phát triển những chiêu trò này mạnh nhất chính là Trung Quốc. Chính trị cung đình Trung Quốc từ nhiều ngàn năm qua là liên hoàn những trận đầu độc triệt hạ lẫn nhau, đầu độc anh em để cướp ngôi báu, vân vân. Và những lần đầu độc đó, kẻ ra tay chọn loại độc dược phải đạt được những tiêu chí sau. Thứ nhất là không mùi, không vị. Thứ nhì là không có thuốc giải. Thứ ba là phải kịch độc. Và thứ tư là phải chậm phát tác. Có những vụ đầu độc chính trị mà đến nay người ta vẫn coi là bí ẩn, vì loại độc dược ấy không có mùi vị nhưng chậm phát tác. Mà một khi nó phát tác là vô phương cứu chữa, và thuốc độc đã ngấm từ rất lâu. Theo một số nhà chuyên môn về đông y nói rằng, những loại độc dược ấy vẫn còn đang tồn tại một cách bí ẩn tại Trung Quốc, chứ không hề bị thất truyền, bởi thời nào người ta cũng cần đến nó để ra tay thật khéo léo, làm cho đối thủ không thể mở miệng ra được. Với nền chính trị độc tài cộng sản hiện nay tại Trung Quốc, người ta cần rất nhiều loại độc dược như thế. Hiện nay, danh sách của những chất độc chỉ có thể được bổ sung thêm mà không hề bị thất truyền. Ngay cả loại hình thức đầu độc bằng chất phóng xạ cũng đang nằm trong danh mục chất độc mà những nhà chính trị tại xứ Trung Hoa và xứ độc tài Nga chuyên dùng. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc thành công chuyến thăm và về nhà thì mới ngã bệnh và không thể chữa kịp. Như bản tin trước đây Thời báo .d đã đưa, trước khi ông Nguyễn Bá Thanh ngã bệnh là ông đã có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến đi tốt đẹp, tuy nhiên khi về đến nhà thì bệnh mới phát tác và gia đình phải đưa ông sang Mỹ chữa trị và không qua khỏi. Trung Quốc là nơi có rất nhiều bí quyết hạ độc. Sau khi sang đấy mới trúng độc thì xem như vô phương cứu chữa. Trước khi ông Trần Đại Quang ngã bệnh và phải đi Nhật chữa bệnh thì ông Quang cũng có chuyến đi sang Trung Quốc. Chuyến đi vẫn bình thường và thành công tốt đẹp. Ông Trần Đại Quang không hề bị ngã bệnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên khi về đến nhà thì bệnh mới phát tác, và lúc đó cho dù có tìm nền y học hàng đầu thế giới để chữa trị thì cũng là vô phương cứu chữa. Như tờ Thời báo.d đã nói ở bản tin trước là các bạn đợi bản tin sau, thì đây là bản tin mà chúng tôi sẽ phân tích. Trước mắt thấy ông Tổng Bí Thư khỏe mạnh tại Sài Gòn thì điều đó không có nghĩa là ông Tổng đã an toàn. Cao thủ hạ độc xưa nay không ai cho ông Tổng ngã tại Sài Gòn, mà làm sao để ông Tổng về Hà Nội rồi ngã bệnh, lúc đó thuốc đã ngấm khắp cơ thể thì cũng vô phương cứu chữa. Đây là hình ảnh cần theo dõi sức khỏe của ông Trọng một tháng mới biết ông có tai qua nạn khỏi hay không. Như vậy là chuyến đi vào hang hùm lần này xem như ông Tổng Trọng rất can đảm. Và ông Tổng không ngã bệnh tại Sài Gòn không có nghĩa là ông Lê Thanh Hải là hổ giấy mà cần phải đợi thêm thời gian. Ông Tổng về đến Hà Nội điều khiển Hội nghị Trung ương 6 xong xuôi, ông vẫn khỏe mạnh sau đó ít nhất một tháng thì mới có thể xem là an toàn, và Lê Thanh Hải chỉ là con hổ giấy. Và giờ đây chỉ có thể theo dõi và quan sát tiếp tục những diễn biến tại cung đình Việt Nam.